Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thanh Hóa Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thanh Hóa cung ứng vốn tín dụng hỗ trợ nền kinh tế năm 2023. Tập trung quản lý bảo vệ rừng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023. Báo động tình trạng bạo lực học đường. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 với mục tiêu xây dựng nền hành chính trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tiếp tục mở rộng triển khai thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Kế hoạch đề ra một số mục tiêu chỉ tiêu cụ thể như 100% văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được ban hành, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể và khả thi. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực chia sẻ dữ liệu dân cư. 97% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được hoàn thành và kết nối chia sẻ để sử dụng chung. 100% hồ sơ công việc tại các cấp chính quyền được xử lý trên môi trường mạng. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, cơ quan đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, các ban ngành, cơ quan đơn vị cấp tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, thường xuyên liên tục thông tin tuyên truyền, tổ chức thực hiện kế hoạch này. Theo thống kê từ hơn 54.000 doanh nghiệp trên cả nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2022, tiền lương bình quân của người lao động cả nước đạt 8,25 triệu đồng một tháng, tăng 6% so với năm 2021. Trong đó, khối công ty một thành viên do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ có mức lương bình quân cao nhất với 9,52 triệu đồng một tháng. Tiếp đến là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 8,47 triệu đồng một tháng, doanh nghiệp dân doanh là 8,02 triệu đồng một tháng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết năm nay mức tiền thưởng Tết âm lịch đạt bình quân là 6,86 triệu đồng một người, tăng 11% so với Tết âm lịch năm 2022. Ngoài tiền lương, tiền thưởng, tùy theo điều kiện, các doanh nghiệp còn có các hình thức hỗ trợ người lao động nhân dịp Tết truyền thống như tặng giỏ quà, tặng tiền tàu xe về quê đón Tết hoặc bố trí xe đưa đón người lao động về quê. Bố trí hợp lý thời gian nghỉ Tết cho người lao động có lịch trình thích hợp, đặc biệt đối với lao động làm việc xa quê. Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 84 về quản lý phân bón, Nghị định số 94 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Các quy định được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 130 năm 2022 của Chính phủ về quản lý phân bón, giống cây trồng và canh tác như sau. Thông tin về chứng nhận đã được tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón được thể hiện tại đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên của người trực tiếp buôn bán phân bón theo quy định. Trình tự thủ tục thẩm quyền cấp quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng quy định như sau. Tổ chức cá nhân gửi hồ sơ đến Cục trồng trọt trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cục trồng trọt tổ chức thẩm định hồ sơ của cơ sở. Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Cục trồng trọt cấp quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm theo mẫu số 3. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục trồng trọt thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do. Trường hợp tổ chức cá nhân không hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Cục trồng trọt, tổ chức cá nhân có trách nhiệm nộp lại hồ sơ theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, năm 2023, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục triển khai các chương trình giảm lãi suất, giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng, đồng thời tăng cường giải pháp đảm bảo cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, hỗ trợ đồng hành cùng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển. Nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, ngay từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai chương trình giảm 0,5% một năm lãi suất cho vay đối với tất cả khách hàng có dư nợ hiện hữu và dư nợ phát sinh. Thời gian áp dụng đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023. Ngoài ra, ngân hàng cũng đang triển khai thêm nhiều gói tín dụng ưu đãi cho khách hàng như chương trình cho vay ngắn hạn dành cho khách hàng bổ sung vốn lưu động kinh doanh vụ Tết 2023, chương trình lãi suất ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn. Vietcombank sẽ chú trọng tăng trưởng vào các lĩnh vực của các lĩnh vực mà được Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ chú trọng như xuất khẩu, như cho vay phục hồi nền các dự án phục hồi nền kinh tế và kiểm soát tốt các cái rủi ro tín dụng, tăng trưởng tốt tín dụng
để đảm bảo phục hồi nền kinh tế. Ngay từ đầu năm 2023, hệ thống các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã chủ động ra soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng để kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ như gia hạn nợ, giãn nợ, tiếp tục thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31 của Chính phủ, đồng thời hỗ trợ giảm lãi suất, ưu tiên vốn cho một số lĩnh vực ưu tiên phục hồi sản xuất theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nông nghiệp là người ta đang cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được hưởng cái mức lãi suất giảm 2% so với lại mức bình thường. Có nghĩa là nếu mà 10% cho khách hàng bình thường thì khách hàng xăng dầu chỉ 8% thôi. Thì cũng là một cái khoản để giảm khó khăn cho doanh nghiệp. Chúng tôi đang tiếp tục rà soát và cân đối và tiếp tục đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vốn cho toàn thể khách hàng trên địa bàn phụ trách, thì chúng tôi dự kiến là chúng tôi sẽ tập trung vào các cái đối tượng cho vay nông nghiệp nông thôn và các doanh nghiệp sản xuất có cái tình hình tài chính tốt. Bên cạnh đấy thì chúng tôi tập trung vốn các hợp tác xã, các doanh nghiệp phục hồi sau sản xuất. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa, đến hết năm 2022, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 173.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2021. Đến nay, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện miễn giảm lãi vay cho hơn 288.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền lãi đã miễn gần 323 tỷ đồng. Thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31 của Chính phủ với tiền lãi hỗ trợ gần 2,3 tỷ đồng. Trên cơ sở chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được giao, ngay từ đầu năm, nhiều ngân hàng đã công bố các chương trình sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi đối với từng nhóm khách hàng. Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh huy động vốn an toàn, đồng thời bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương để đầu tư tín dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Ban lãnh đạo Ngân hàng Công thương Thanh Hóa cũng đã chủ động rà soát, sàng lọc và đã chuẩn bị những nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực về tín dụng, đảm bảo cho sự tăng trưởng ổn định và thực hiện cái việc tăng trưởng ngay từ đầu năm. Áp dụng các cái gói ưu đãi lãi suất như cái chương trình đồng hành doanh nghiệp của Ngân hàng Công thương, các cái chương trình về hỗ trợ lãi suất 2% theo cái thông tư 31 của Chính phủ và các cái chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo các cái chương trình trong từng giai đoạn để đảm bảo cái việc cung ứng vốn đầu tư tín dụng sớm nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất và đúng đối tượng cho các cái khách hàng. Tình hình thế giới, tác động của dịch bệnh, lạm phát kinh tế gia tăng trên toàn cầu khiến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc ngành ngân hàng triển khai các giải pháp giảm lãi suất, đảm bảo nguồn vốn cho vay sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ phục hồi và phát triển nền kinh tế trong thời gian tới. Tính đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa có 292 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh 3 sao, 4 sao. Hầu hết các sản phẩm OCOP đều thuộc nhóm thực phẩm ăn uống, đồ trang trí. Các sản phẩm OCOP đã và đang làm phong phú lượng hàng hóa trong dịp Tết năm nay. Nem, giò, trà, thịt, bánh kẹo, hoa quả các loại đã được công nhận đạt chuẩn OCOP của hơn 200 cơ sở sản xuất trên địa bàn Thanh Hóa đã sẵn sàng để phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết. Các cơ sở sản xuất đã đầu tư máy móc đóng gói, bảo quản sản phẩm, đồng thời đổi mới mẫu mã, làm phong phú các sản phẩm để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn và đảm bảo các quy định về vệ sinh toàn thực phẩm. Hiện tại thì công ty đã trang bị máy hút chân không để hút chân không thực phẩm khi mang đi cho khách hàng là phải hút chân không để cho bảo quản cho cái thời gian nó tốt hơn. Công ty cũng rất là chú trọng đến cái mảng vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng mong muốn là mang đến cho khách hàng những cái thực phẩm là an toàn nhất. Trong cái dịp Tết thì cái lượng tiêu dùng của khách hàng nhiều hơn thì mình cũng thuê thêm khoảng 5-6 công nhân thời vụ nữa và làm thêm một ngày khoảng 3 tiếng làm thêm. Tết năm nay thì sản phẩm của mình thì cũng thêm một số cái mẫu mã mới. Tết Nguyên đán là thời điểm sức mua tăng mạnh. Nắm bắt xu thế này, hơn một tháng nay, các doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn Thanh Hóa đều tăng lượng sản xuất, chuẩn bị lượng hàng hóa gấp 2 đến 3 lần so với bình thường. Các chủ thể sản xuất đều quan tâm nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã để sản phẩm tạo dấu ấn riêng trên thị trường. Đa số sản phẩm OCOP được trưng bày giới thiệu, bán tại các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, các sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2023 này, các chủ thể sản xuất OCOP còn đưa các sản phẩm vào các giỏ quà tặng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhiều sản phẩm OCOP đã được các đơn vị đặt mua từ trước. Bưởi Lần Văn này là gia đình cũng đã trồng, năm nay là năm thứ 7 rồi, cho nên là cái lượng khách hàng thì là đã có sẵn, tương đối là đông. Thì hiện nay là đã chuẩn bị cung ứng, gia đình đã cung ứng ra thị trường khoảng 14.000 quả. Mẫu mã và chất lượng là rất là tốt, đạt tốt hơn năm ngoái.
do đảm bảo các tiêu chí về chất lượng nên sản phẩm OCOP ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn trong dịp Tết. Ngoài bán hàng qua kênh truyền thống, các đơn vị sản xuất đã đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP qua các sàn thương mại điện tử nên sản lượng bán ra trong dịp Tết tăng từ 50 đến 60%. Thưa quý vị và các bạn, trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng để khai thác vận chuyển trái phép lâm sản. Tại một số địa phương, tình trạng phá rừng để lấy gỗ làm nhà cũng còn xảy ra. Chỉ trong 2 tháng, tháng 11 và tháng 12 năm 2022, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện xử lý 21 vụ vi phạm. Thống kê từ lực lượng kiểm lâm cho biết, từ đầu năm đến trung tuần tháng 12 năm 2022, toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 127 vụ vi phạm luật bảo vệ, phát triển rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, trong đó đã khởi tố 2 vụ án hình sự với mức án 4 năm tù giam với đối tượng cố tình phá rừng ở huyện Quan Sơn. Tình trạng người dân và một số đối tượng lén lút vào các điểm có rừng khai thác lâm sản để làm nhà, chặt cây lấy gỗ ở vùng sâu vùng xa vẫn còn. Càng về cuối năm 2022 và gần Tết Nguyên đán, tình trạng khai thác rừng trái phép và vi phạm luật bảo vệ rừng càng phức tạp. Trong cái thời gian từ nay đến Tết, cũng như là sau Tết, chúng tôi cũng đều có phân trực gác ở các cái tuyến đường, cũng như là trong cái thời gian nghỉ Tết, cũng như là sau Tết, thì đều phân công trực 100%. Sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ khi mà có yêu cầu cũng như là khi mà có các cái vụ việc nó xảy ra. Đối với cái đặc thù công việc thì thường va chạm với các đối tượng, mà đặc biệt là cái đối tượng liên tỉnh, cho nên là có những cái hành vi rất là xảo quyệt, rồi tinh vi trong cái việc là vận chuyển lâm sản trái phép. Sau khi phát hiện thì sẽ xử lý đúng theo quy trình, đúng đối tượng và đúng hành vi, và chưa có cái tình trạng là đơn thư khiếu kiện. Qua điều tra cho thấy, vùng giáp danh giữa các tỉnh, các huyện là nơi dễ xảy ra các vụ vi phạm về khai thác và vận chuyển gỗ lậu. Lực lượng kiểm lâm phối hợp với cán bộ bảo vệ rừng chuyên trách ở các ban quản lý rừng phòng hộ, lực lượng biên phòng và công an đã bố trí trực 24/24 giờ ở các trạm gác, liên tục tuần tra truy quét để bảo vệ rừng và kịp thời ngăn chặn các vụ vi phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Bản tin Thanh Hóa ngày mới xin được tiếp tục với một số tin vắn. Thời gian qua, thủ đoạn gọi điện giả danh cán bộ cơ quan thực thi pháp luật để dọa nạt nhằm cưỡng đoạt tiền của những người nhẹ dạ vẫn diễn ra, nhất là dịp giáp Tết Nguyên đán. Dấu hiệu nhận diện loại tội phạm này là sử dụng công nghệ cao, gọi điện thoại cho bị hại, thông báo họ đang bị kiện vì nợ tiền hoặc có liên quan đến vụ án đang điều tra, yêu cầu bị hại kê khai tài sản, số tiền mặt, đe dọa yêu cầu nạn nhân chuyển tiền hoặc đọc mã OTP để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi nhận cuộc điện thoại lạ, không giải quyết công việc thông qua điện thoại và mạng xã hội. Thông tin từ Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đến thời điểm này đã có 63 trên 63 tỉnh, thành phố gửi báo cáo tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023 cho người lao động. Phần lớn mức thưởng giữ như mọi năm, tương đương một tháng lương, mức thưởng bình quân tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, cũng có nơi mức thưởng Tết chỉ mang tính chất động viên từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng. Điều 144 dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định, các trường hợp không được cấp sổ đỏ gồm đất thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn, đất được giao để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của dự thảo luật. Trừ trường hợp đất được giao sử dụng chung với đất được giao quản lý thì được chứng nhận phần quyền sử dụng theo quyết định giao cho thuê của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất, đất nhận khoán, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đất đã được đăng ký vào sổ địa chính nhưng đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện. Theo Bộ Công Thương, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ dừng tạm thời để khắc phục sự cố kỹ thuật. Do đó, sản lượng xăng dầu trong 10 ngày đầu tháng 1 năm 2023 có thể bị giảm khoảng từ 20% đến 25% so với kế hoạch. Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn khẩn trương khắc phục sự cố, ổn định hoạt động sản xuất cùng với công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn tăng công suất ở mức tối đa có thể. Các tư nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động tìm kiếm nguồn cung xăng dầu, tăng cường nhập khẩu để bù đắp lượng xăng dầu thiếu hụt. Ngày 3 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030. Đề án đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, củng cố nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 hợp tác xã, 10.000 tổ hợp tác được các cấp hội hỗ trợ thành lập,
tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên lao động nữ trong hợp tác xã, 100.000 lao động nữ trong tổ hợp tác. Theo số liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra gần đây nhất, trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau, tức là khoảng 5 vụ một ngày. Cứ khoảng trên 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau. Thời gian qua, nhiều vụ học sinh giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực đăng tải trên mạng xã hội tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về vấn nạn bạo lực học đường. Ngày 12 tháng 12, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh nhau tại một khu vực thưa vắng người ở. Trong clip, có nhiều học sinh đứng xem cổ vũ. Qua xác minh, đây là vụ việc học sinh đánh nhau do mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn huyện Hậu Lộc. Tiếp đó, ngày 18 tháng 12, trên mạng xã hội đăng tải clip hơn 2 phút, hình ảnh hai học sinh nữ đánh nhau trước sự cổ vũ của hàng chục học sinh. Qua xác minh, đây là hai học sinh của một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Các vụ việc bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhiều phụ huynh và học sinh. Qua những cái hành động về bạo lực học đường xảy ra ở tuổi học trò chúng em, bởi vì nó rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến việc học tập của chúng em. Nhà trường đã tổ chức cho chúng em những buổi hoạt động ngoại khóa và cũng nhiều các buổi chào cờ để tuyên truyền cho chúng em về những bạo lực học đường đã xảy ra trong và ngoài nhà trường ạ. Các vụ việc bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân đáng quan tâm là yếu tố từ bản thân các em học sinh. Do sự thay đổi về tâm sinh lý lứa tuổi nên các em luôn muốn khẳng định mình, dễ dẫn đến thiếu kiềm chế và có những hành vi thiếu kiểm soát bản thân. Bên cạnh đó, mặt trái của sự phát triển xã hội hiện đại đã tác động cuốn giới trẻ theo lối sống thực dụng, đua đòi, đề cao bản thân và tiếp xúc thường xuyên với những hành vi bạo lực trên Internet, phim ảnh và trò chơi điện tử. Khó khăn nhất hiện nay đối với nhà trường, cái thứ nhất đó là cái việc sử dụng điện thoại thông minh. Thì bây giờ là các môn học và một số các cái nội dung học thì các thầy cô có thể cũng phải sử dụng cả điện thoại thông minh để giao bài tập hoặc là kết nối với học sinh trong quá trình học sinh học tập ở nhà. Thì cái việc ngăn cấm hẳn thì là rất là khó. Và cái việc sử dụng thì trong quá trình sử dụng thì các cháu có thể là sử dụng, các em học sinh có thể sử dụng thêm cái sử dụng mạng xã hội. Cái này chúng ta cũng rất là khó quản lý. Cái thứ hai là do đặc điểm tâm sinh lý của các học sinh trung học cơ sở là lứa tuổi mà theo tâm lý học là lứa tuổi gọi là rất là nghịch ngợm và hay thể hiện mình, cho nên là cũng là một trong những khó khăn của nhà trường trong cái công tác giáo dục học sinh. Phòng giáo dục đào tạo hàng năm đã có triển khai các cái công văn hướng dẫn các nhà trường để thành lập cái tổ tâm lý, tổ tư vấn tâm lý học đường cho các nhà trường để nhằm mục đích là hỗ trợ cho học sinh có cái khó khăn về cái tâm lý trong học tập cũng như là trong cuộc sống. Ngoài ra thì phòng giáo dục đào tạo cũng đã có cái phối hợp với công an huyện để thực hiện cái việc phòng chống bạo lực học đường. Thì thông qua đó thì công an huyện cũng đã có gặp những cái học sinh có những khó khăn về tâm lý, có những cái cá tính, thì để gọi học sinh đến có những cái tư vấn trao đổi với học sinh để định hướng và hướng dẫn cho học sinh có những cái lối sống lành mạnh và quan tâm hơn đến cái việc học tập cũng như xây dựng cái môi trường thân thiện. Theo số liệu được Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra gần đây nhất, trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau, tức là khoảng 5 vụ một ngày. Cứ khoảng trên 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau. Bạo lực học đường không phải là hiện tượng mới, song thời gian gần đây có nhiều sự việc mang tính chất nguy hiểm và nghiêm trọng. Để góp phần hạn chế tình trạng bạo lực học đường, các cơ sở giáo dục cần thường xuyên tổ chức tư vấn tâm lý cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm cần sâu sát, nắm bắt tâm tư, tình cảm và diễn biến tâm lý của học sinh hàng ngày để kịp thời giải quyết những khúc mắc, mâu thuẫn giữa các em học sinh, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc quản lý giáo dục học sinh. Bên cạnh đó, hướng dẫn học sinh các kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, nhất là các kỹ năng xử lý tình huống khi bị bạo lực học đường. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thường xuyên việc kiểm tra kiểm soát thị trường thuốc. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Y tế thiết lập và công bố các đường dây nóng, chủ trì phối hợp với các sở ngành, tổ chức hệ thống phân phối thuốc, tuyên truyền phổ biến cho cán bộ y tế và nhân dân về thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, các biện pháp phòng tránh. Các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc, đấu tranh chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, các cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm phải tuân thủ các quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, truyền thông, phổ biến, kiến thức cho nhân dân về các nhóm mặt hàng này, thông tin đầy đủ về hàng hóa đến các cơ quan quản lý và người tiêu dùng, phối hợp và hợp tác giám sát, đấu tranh chống hàng giả, không rõ nguồn gốc chất lượng. Ngày 6 tháng 12 năm 2022, Bộ Y tế ban hành thông tư 14 thay thế một số điều của thông tư 14 năm 2020 nhằm khắc phục một số khó khăn trong công tác đấu thầu vật tư y tế. Bên cạnh những mặt tích cực mà thông tư mới mang lại, theo phản ánh của các bệnh viện, công tác đấu thầu vật tư y tế theo quy định mới bước đầu bộc lộ những vướng mắc rất cần được nhanh chóng tháo gỡ. Là bệnh viện chuyên khoa điều trị ung thư, trang thiết bị vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa có rất nhiều loại chuyên dụng, chuyên ngành không thuộc danh mục Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung từ tháng 1 năm 2023 theo quy định mới mà do bệnh viện tự tổ chức đấu thầu. Tuy nhiên, theo đại diện Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, do nhiều vướng mắc nên công tác tổ chức đấu thầu có khả năng bị chậm lại. Hiện nay, số vật tư y tế của bệnh viện có thể đáp ứng được đến tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2023. Sau thời gian này sẽ phải đợi vật tư mua mới nhưng chưa biết khi nào mới có. Chúng tôi có gửi xin báo giá, gửi thông báo chào giá từ ngày 9 tháng 12 đến ngày hôm nay là ngày 28 tháng 12 thì có khoảng độ được 20% cái số lượng sản phẩm chúng tôi mong muốn thì người ta có gửi báo giá. Và cái số lượng gửi hóa đơn bán hàng thì không đáng kể trong cái số lượng này. Mong muốn lớn nhất để làm sao tháo gỡ sớm những cái về báo giá cũng như hóa đơn bán hàng hay như thế nào hướng dẫn để cho chúng tôi ra kịp các cái gói là thầu để tránh cái hiện tượng thiếu vật tư hóa ra là chất trong thời gian tới. Thông tư số 14 năm 2022 cho phép các cơ sở y tế khi lập dự toán giá gói thầu được tham khảo giá trúng thầu trong vòng tối đa 90 ngày của loại vật tư y tế tương tự thay vì tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng trước và giá kế hoạch của trang thiết bị y tế không được cao hơn giá trúng thầu. Quy định mới này nhằm hạn chế sự biến động của thị trường, giúp cập nhật giá vật tư y tế trong thời gian gần nhất, nhất là trong bối cảnh tỷ giá liên tục biến động, giá nhiên vật liệu, nhân công tăng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, có một thực tế là 3 tháng qua, công tác đấu thầu vật tư y tế trong cả nước triển khai không nhiều. Quy định thời gian, nội dung, kết quả đấu thầu công khai chưa rõ ràng, dẫn đến việc tìm kiếm kết quả trúng thầu gặp rất nhiều khó khăn. Theo báo cáo của các bệnh viện gửi Sở Y tế Thanh Hóa, đến thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, có rất ít giá trúng thầu của mặt hàng tương tự được công bố trong vòng 90 ngày, gây khó khăn trong việc xác định giá gói thầu. Các bệnh viện đã gửi thư chào giá đến các nhà cung cấp nhưng phần lớn không phản hồi. Bên cạnh đó, quy định tham khảo giá phải căn cứ vào ít nhất 3 báo giá, hóa đơn bán hàng của các nhà cung cấp khác nhau là rất khó thực hiện. Bởi có nhiều loại vật tư hóa chất, nhất là những loại sử dụng trong dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu, chỉ có một hoặc rất ít nhà phân phối, nên không thể có 3 báo giá, hóa đơn bán hàng để tham khảo làm cơ sở xây dựng giá. Thay đổi sang cái thông tư 14/22 thì lại có 90 ngày thôi, cho nên là bây giờ cái số đấy tìm giả soát lại cũng chỉ đạt có 20% cái số mà có giá thôi. Cho nên là để mà hoàn thiện gói thầu cho đầy đủ các cái hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm thì là chắc chắn là sẽ rất là lâu dài mà không biết có kịp tiến độ không, bởi vì thời gian cái bổ sung gói thầu bổ sung chỉ đến hết tháng 2 năm 2023 là hết hạn. Tế đã có những cái văn bản hướng dẫn các cái cơ sở y tế khẩn trương để áp dụng các cái quy định mới. Các cơ sở có thể là không áp dụng hình thức bằng kết quả trúng thầu trong vòng 90 ngày thì các cơ sở y tế có thể là xác định giá gói thầu bằng thông qua các cái tổ chức thẩm định giá hoặc là sẽ xác định bằng trên cơ sở là 3 báo giá khác nhau của các cái nhà cung ứng trên cùng địa bàn. Những khó khăn vướng mắc trong đấu thầu mua sắm vật tư y tế hiện nay rất cần được các cơ quan có thẩm quyền tìm phương án hỗ trợ và tháo gỡ, giúp các bệnh viện có thể sớm mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, nhất là khi số lượng hóa chất, vật tư dự phòng chỉ đủ để sử dụng trong khoảng vài tháng tới. Với khả năng kết nối tốc độ nhanh, không gian rộng, dễ dàng tiếp cận số lượng lớn khách hàng, các trang mạng xã hội trở thành nơi thuận tiện để nhiều đối tượng bất chấp quy định của pháp luật tiến hành các hoạt động giao dịch mua bán pháo trái phép. Đặc biệt tại thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cận kề, tình trạng này càng diễn biến phức tạp. Chỉ với từ khóa pháo chơi Tết, công cụ tìm kiếm trên Internet cho ra cả trăm kết quả, địa chỉ bán hàng khác nhau.
Các trang bán hàng online này thu hút cả nghìn người theo dõi với hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, giao dịch, mua bán. Để thu hút khách hàng, các chủ nhóm, chủ tài khoản này thường đăng tải nhiều hình ảnh về việc mua bán pháo, video quảng bá cảnh đốt pháo sôi động cùng những khẳng định về nhiều loại giấy tờ cấp phép kinh doanh. Pháo hoa là mặt hàng cần được bảo quản cẩn thận, ngay cả người bán cũng phải được huấn luyện an toàn để phòng chống cháy nổ. Khi mua hàng không rõ nguồn gốc trên mạng, người mua rất có thể nhận được loại pháo hoa giả hoặc pháo kém chất lượng gây mất an toàn. Năm 2022, lực lượng chức năng trên địa bàn Thanh Hóa đã xử phạt hơn 7.000 phương tiện vi phạm tải trọng với số tiền hơn 37,7 tỷ đồng. So với năm 2021, tăng 3,17 tỷ đồng, tăng 9,1%. Trong đó, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt hơn 6.700 phương tiện vi phạm tải trọng với số tiền 31,6 tỷ đồng. Lực lượng Thanh tra Giao thông lập biên bản xử phạt 326 trường hợp xe vi phạm tải trọng trên 6 tỷ đồng. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã xử phạt hơn 6.000 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn với tổng số tiền phạt hơn 23,5 tỷ đồng. Phát hiện xử lý 367 trường hợp vi phạm hành chính về an toàn giao thông đường thủy, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 1,55 tỷ đồng, tạm giữ 13 phương tiện. Thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, những ngày qua, Công an huyện Quảng Xương đã tăng cường lực lượng, phương tiện, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua địa bàn huyện Quảng Xương tăng cao, các hành vi vi phạm giao thông cũng gia tăng. Để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Quảng Xương đã giao cho đội cảnh sát giao thông trật tự bố trí các tổ công tác tuần lưu và cắm chốt trên các tuyến đường, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Trong 3 ngày ra quân đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã xử lý gần 20 trường hợp vi phạm, trong đó chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm và đi ngược chiều. Tất cả các trường hợp vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt theo quy định. Cảnh sát giao thông đã thành lập các tổ tuần tra kiểm soát để tập trung tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm nổi cộm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Với việc tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp giải pháp, thì đến thời điểm hiện nay thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện cơ bản được đảm bảo tốt, không xảy ra ùn tắc giao thông, các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Thực tế kiểm soát giao thông trên địa bàn huyện Quảng Xương cho thấy vẫn còn một bộ phận người dân có ý thức chấp hành pháp luật kém, có tình trạng trốn tránh khi thấy các lực lượng chức năng, gây khó khăn cho việc thực thi nhiệm vụ của các tổ công tác. Đối với những trường hợp này, tổ công tác sẽ ghi lại hình ảnh vi phạm và phạt nguội nhằm răn đe và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân. Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho trưởng công an huyện để chỉ đạo, đồng thời phối hợp với các lực lượng để ra quân tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, phục vụ cho nhân dân đi lại trong dịp Tết được an toàn. Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Quảng Xương sẽ bố trí nhân lực tuần tra khép kín trên địa bàn, phấn đấu giữ vững an ninh trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.